thành phố Hồ Chí Minh đã lắp đặt nhiều đèn báo xin sang đường cho người đi bộ, đặc biệt dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước khi băng sang đường, người dân và du khách có thể bấm đèn báo hiệu cho xe cộ tạm dừng lại. Tuy nhiên, thói quen không nhường đường người đi bộ đúng luật của những người điều khiển phương tiện giao thông, ngay cả khi có đèn báo, đã làm cho hệ thống tín hiệu xin đường gần như vô tác dụng. Đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ sang đường được lắp đặt nút bấm cho mọi người sử dụng. Khi người đi bộ có nhu cầu sang đường thì chỉ cần bấm nút. Sau một khoảng thời gian đã được mặc định sẵn, đèn tín hiệu sẽ chuyển từ xanh sang đỏ. Các phương tiện sẽ phải dừng lại nhường đường cho người đi bộ. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều người đi bộ đã thực hiện tốt việc bấm nút xin sang đường. Nhưng có nhiều người điều khiển phương tiện giao thông đã làm ngơ, mạnh xe nào nấy chạy vượt qua người đi bộ mà không nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy ra. Dạ em thấy rất là bất tiện, nguy hiểm với người đi bộ. Có nhiều người không có nhường cho mình đó, họ suy nghĩ cho bản thân của họ nên họ không có dừng lại, thật sự rất là nguy hiểm luôn. Tại vì nhiều khi mình đang đi qua, có xe thì nó nhường cho mình đi qua, nhưng mà có xe kia chạy lên thì nó cũng gây nguy hiểm cho mình. Thì em thấy nó bất tiện kiểu, tại vì mình gần qua đường mà mình xin đường nhưng mà xe nó cứ chạy nhanh rồi chạy ào ạt, vậy có thể là nếu mà nhanh nó sẽ gây ra tai nạn. Thấy cái hành vi này thì khá nguy hiểm cho người qua đường. Có rất là nhiều người thì có ý thức người ta dừng lại, nhưng bên cạnh đó thì có vài người vẫn vượt đèn đỏ, nên khi người qua đường sẽ gặp nguy hiểm. Có nhiều người là kiểu như ngoan cố chạy á, xe du lịch thì là cũng có nhiều khi họ sẽ dừng lại cho mình qua đường, nhưng mà xe Honda em thấy là hầu như là rất ít người mà nhường cho mình, lúc nào họ cũng sẽ chạy luôn, mà có chạy với một vận tốc rất là cao. Thì em thấy là cái này rất là gây nguy hiểm cực kỳ mạnh cho mọi người. Bên cạnh đó còn có những điểm đèn báo được lắp đặt, nút bấm vẫn hoạt động bình thường, nhưng rất nhiều người không sử dụng, ngang nhiên băng sang đường, kể cả những nơi sai quy định, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Thật chứ hồi nãy có qua đường cũng không để ý cái tín hiệu tí nó luôn đó, vì mình lại cũng không quen nữa, mình thấy là nó hơi lạ. Việc triển khai đèn tín hiệu tự bấm dành cho người đi bộ sang đường được đánh giá là một trong những biện pháp tốt để hướng dẫn và nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên đường phố. Tuy nhiên, do người đi bộ và các phương tiện tham gia lưu thông trên đường phố thiếu ý thức tôn trọng và tuân thủ đèn tín hiệu, cho nên tai nạn giao thông vẫn có thể xảy ra. Mong rằng tất cả mọi người đều ghi nhớ nằm lòng và thực hành nghiêm túc phương châm thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn. Em nghĩ là từ 4 giờ chiều tới tối thì tầm 10 giờ mấy thì nên phong tỏa đường để người đi bộ có thể thoải mái thuận tiện đi di chuyển hơn, không phải gặp vấn đề tai nạn vì xe không nhường đường. Để cho người Việt mình có cái ý thức tốt hơn là mình nên phạt. Em nghĩ là nên có một cái thời gian nào cho chạy thôi, thời gian mà ít khách du lịch ở đây thì sẽ cho Honda chạy. Khi mà có khách du lịch đông quá thì mình nghĩ là dừng luôn. Tại đây là phố đi bộ mà sẽ khung giờ quy định đó, để cho đừng có xe vô nữa. Em thấy gì nó sẽ ổn hơn. Đây là khu trọng điểm nữa nên em nghĩ nên thắt chặt lại ở các đèn đỏ để cái hành vi này giảm sút xuống thấp nhất có thể. Phạt nặng những hành vi mà vi phạm ở các khu ở đây. Em nghĩ thì có những cái quy định phạt hoặc là công an đứng những mấy cái đèn xanh đèn đỏ lớn ở đây. Trong hàng loạt vụ trộm mà chương trình Camera Cận Cảnh đã từng đề cập đến thì phần lớn bọn trộm thành công là do sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân. Qua những vụ trộm trong chương trình ngày hôm nay, hy vọng mọi người sẽ rút ra được những bài học cảnh giác để bọn trộm không còn cơ hội ra tay. Có nhiều xe gắn máy trên lề đường nhưng không thấy bảo vệ trong xe. Một xe máy chở hai chạy đến. Liệu họ có ý thức trông chừng xe mình cẩn thận không? Cùng xem lại từ đầu. Một người vẫn ngồi trên xe. Người ngồi sau nhanh chóng bước xuống xe, tiến đến chiếc xe đậu ngoài cùng, rồi cúi xuống bẻ khóa xe. Đây chính là tên trộm. Bất ngờ, một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra tấn công tên trộm xe. Tên trộm định phóng xe đi, nhưng trước sự quyết tâm của người phụ nữ, hắn đành bỏ chiếc xe lại, phóng lên xe của đồng bọn và tẩu thoát. Trong trường hợp này, người phụ nữ không nên một mình tấn công bọn trộm, mà có thể hô hoán báo động để có người đến trợ giúp. vì nếu tên trộm manh động và hung hãn thì người phụ nữ này sẽ gặp nguy hiểm. Đây là tình huống khác. Gần 6 giờ tối, cửa hàng liên tục có nhiều khách ra vào. Phía trước có nhiều xe máy đang đậu, nhưng không thấy bóng dáng của bảo vệ. Sát lại đường, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe điện. Anh ta đang đợi người nhà mua hàng chắn, hay anh ta đang có ý đồ xấu với một trong những chiếc xe máy trước mặt? Mời quý vị cùng chờ xem. Sau một hồi đậu xe trước cửa hàng, người thanh niên đã rời đi. Điều đáng chú ý là hai người đàn ông này. Người đàn ông này đứng trước cửa hàng với biểu hiện rất kỳ lạ. Anh ta ngó nghiêng xung quanh, đặc biệt mắt luôn nhìn vào cửa hàng. Lát sau, anh ta tiến lại gần chiếc xe đắt tiền màu đỏ, bình tĩnh đặt hai chiếc nón bảo hiểm lên chiếc xe kế bên và ngang nhiên bẻ khóa. Nhưng điều đáng nói là tên trộm vẫn thản nhiên bẻ khóa xe ngay sát bên cạnh người phụ nữ này. Và tên trộm đã tẩu thoát cùng với chiếc xe vừa trộm được. Cả hai tình huống trên đều cho thấy những tên trộm hiện nay rất manh động, bọn chúng ra tay hành động bất cứ ở đâu và bất kỳ lúc nào. Đây là những bài học đắt giá cho tất cả mọi người. Hy vọng mọi người cùng nhau chia sẻ để cùng cảnh giác với bọn trộm. Còn làm được hồi nào thì hai hồi nãy thôi. Ăn thua tiêu thụ của ban hàng, muốn trả nhiều trả. Chắc con tôi nó không có theo cái nghề này rồi. Nếu mà nói con chắc nó không thích đâu, giờ nó lo đi học, đi làm hết chứ đâu có thích cái nghề này đâu. Ráng làm vậy chắc lần chắc cũng về. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Nhắc đến chuyện trầu câu, người ta lại nhớ đến 18 thôn vườn trầu ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 km. Trước đây cứ khoảng tháng 2 hàng năm, người dân trong thôn lại bắt đầu sửa soạn dây trầu để chuẩn bị mùa trồng trầu mới. Thế nhưng giờ đây, chỉ còn lác đác vài lít trầu cây cao nép mình bên tường nhựa hay ẩn mình sau những ngôi nhà tường. Trong một buổi đi khảo sát, ekip của chương trình được người dân giới thiệu đến nhà ông Đào Văn Cấp, một trong những hộ dân còn gắn bó với nghề trồng trầu cau truyền thống của vùng đất này. Tôi năm nay 56 tuổi, nối nghiệp ông già thì làm nay cũng được hai mấy năm rồi. Chắc có lẽ cũng phải dần bị giờ làm thấy nó thu nhập nó cũng không có được bao nhiêu. Cái nguyên liệu để làm được cái đám trầu như vậy thì nó khó quá. Đất sạch, đất giờ thì cũng không có. Ông bà nói chặt con tán là bán con trâu. Cái nghề của mình, cái việc của mình thì nó quen rồi thì nó dễ. Còn hả mình chuyển cái khác mà mình trặt, mình tính toán trặt cái là cãi như là thua. Cho nên thấy vậy mà thấy cãi nó còn làm được hồi nào làm hồi nấy thôi. Nếu mà để nó để ăn thì chỉ có đủ ăn sáng thôi. Bởi vì giờ bán không có được nhiêu tiền hết trơn. Ngày xưa thì trầu bán theo giỏ, bây giờ bán theo cân kilo. Mà 1 kg bây giờ thì nó rẻ lắm, nó có mấy chục ngàn à. Ta cúng với lại người ta làm đám cưới rồi này kia thì người ta đòi cái lá phải cho bự, cái lá lớn, nó đẹp. Mà bây giờ trầu bây giờ thì mình làm ở đây, đất không có, cây leo cũng không có. Thành ra bây giờ thấy nó làm cái nghề này thấy nó hiu quá. Vợ chồng ông Cấp vì còn luyến tiếc nghề của cha ông mà ráng giữ lại. Nhưng bản thân ông cũng không dám chắc thế hệ sau ông còn giữ được. Cái lục lại ăn trầu là mình đã có từ lâu đời lắm rồi. Cái vùng đất mình đây thì nó gò, nó thích hợp với cái trầu cao này, cho nên là mới hình thành 18 thôn vườn trầu. Mà ngày xưa cái 18 thôn vườn trầu này nó rộng lắm chứ không phải là riêng ở cái quận Hóc Môn này không. Nó có một phần ở trên Củ Chi nữa, rồi nó một phần ở dưới Gò Dấp nữa. Nhưng mà rồi sau thời gian những cái quận khác họ làm ấy rồi họ chuyển hết rồi, chỉ còn có ở Hóc Môn này. Rồi cái ở Hóc Môn này bây giờ cũng chuyển hết, chỉ còn có xã Bà Điểm mình đây thôi. Mà xã Bà Điểm mình đây rồi giờ cũng còn có mấy hộ nữa, chắc cũng xong. Hồi xưa cái vườn này nhiều trầu lắm, ở bên kia một đám, ở đây một đám là 2, đây một đám, trong nhà đám này là 4 đám, mà nó dài tới ở dưới đường kia kìa. chứ không phải ngắn ngắn vậy. Hồi xưa mà hết 4 giặt cào này, còn đi ra ngoài ruộng á, làm thêm quá nữa. Bây giờ nhà cô trồng gì ạ? Thì cũng trồng tàu, trồng rau rồi bậy bạ vậy thôi. Bây giờ là cô mất giữ cháu nên không có làm suốt được. Khu vực của mình người ta ít trồng trầu cau thì họ sẽ làm gì ạ? Người ta làm nhà cho thuê rồi hay là ta nhiều khi rồi con ta riêng người ta cất nhà, hoặc là người ta làm những cái chỗ khác, cũng như ta có ấy, người ta lên cái kinh doanh làm hãng xưởng hay là kho bãi rồi. Phải trồng cao thì phải có người leo, mà rồi bây giờ thì kiếm được một đứa trẻ mà để cho nó leo được cây cao thì cũng khó. Một nhóm nó cũng tới nó mua, nhưng mà hả có giá thì nó vô mua, còn hả nếu mà rẻ thì nó bỏ. Cho nên là thôi tôi cũng không có trồng nhiều. Chứ ngày xưa là cao thì cũng nhiều chứ đâu có ít, là tính ra cái vườn tôi cũng phải từ mấy chục cây á, hầu như là đâu có còn cái mảng xanh trầu cao như ngày xưa nữa. Mấy cháu sinh viên nó cũng có nhiều trường nó cũng tới cũng tham quan nhiều lắm chứ. Rồi thậm chí không riêng gì mấy cái trường ở Hóc Môn này mà mấy cái trường ở thành phố nữa. Thấy nó cũng tìm được về cái cội nguồn, thấy vậy nó cũng vui vui. Đến giờ phút này mình còn giữ được thì mình thấy cũng đó là cũng một niềm tự hào, một niềm an ủi. Mới mốt mà nếu mà mình có dẹp không làm nữa thì chắc cũng buồn thiệt á. Nhưng mà bây giờ cũng phải chịu rồi. Bây giờ cái tuổi nó có tuổi rồi mà dẹp thì chắc buồn thiệt á, bởi vì mình làm cái nghề nó quen rồi, mấy chục năm rồi. Mình giờ phải chịu thôi chứ giờ đâu có làm sao được. Cái nắng trên đầu dường như cũng chói chang hơn khi những liếp trầu hàng cau xanh mướt đã vắng đi nhiều. Trầu cau chỉ còn là câu chuyện để kể lại cho con cháu. Mỗi lần có khách đến chơi nhà, họ lại nhắc về mảnh vườn xanh ngát của những liếp trầu, mùi hương thoang thoảng của hoa cau nở. Với vợ chồng ông Cấp, biết bao kỷ niệm vui buồn lại ùa về. Kỷ niệm về trầu cau thì nhiều lắm chứ, nhưng mà tôi nhớ nhất là cái kỷ niệm mà cái kỳ đó làm cái vạt trầu mà nó bị hư, mà cũng ráng mình chữa sạn săn sóc lại được. Cái năm đó sao trầu, cái năm đó Tết cái trầu nó có giá, nó mắc, là cái đám trầu đó là nó bán được nhiều tiền, cho nên là thấy cái kỷ niệm đó là hay nhất. Cũng có lần té cũng ấy, bởi vì nó cũ như vậy nè, rồi leo lên rồi nó sơ ý á, rồi nó gãi cái nó cũng té. Cô Út thì cô Út có biết ăn trầu không? Không, cô không ăn, ăn được mà không ăn, ăn nó bị sai. Thấy ăn rồi cũng ăn thử nó bị sai, sai dữ lắm luôn, sai như sai rượu vậy đó. Đi làm như nó siêu nó hỏng nó sao á, rồi thôi sợ không dám ăn. Chứ má tôi thì ăn đó, về tới 90 mấy tuổi gần trăm rồi cũng còn ăn. Không có bỏ đâu, bỏ trầu buồn lắm. Bỏ trầu giống như bị ghiền vậy. Bữa nay làm như nó nhớ nó sao đâu á, khó chịu. Là có ăn trầu là mới có tiêu thụ được. Chứ trầu cau này bây giờ chỉ mà nói về cưới hỏi đám tiệc rồi này kia, hoặc là cúng rồi này kia thì nó đâu có được bao nhiêu. Tôi thấy ở chứ thành phố Vị Thanh đó, là nó có, hôm trước nó có tổ chức một cái ngày kia mà cái ngày hội ăn trầu. Người ta vừa tiêm trầu, rồi người ta có ăn trầu nữa thì người ta mới giữ được trầu. Còn ở trên mình này giờ ở thành phố mình giờ có ai đâu ăn trầu bao nhiêu. Ở đằng kia nó có mấy cây cao nó mới trổ bông, nó thơm lắm, mà nó thơm thoảng, nhất là tối mà có trăng sáng ra nghe thơm. Ban ngày thì nó thơm, nó cũng thơm nhưng mà nó thơm không bằng cái tối. Cho nên là tôi làm như cái mùi vị của cau này, cho nên là tôi cũng không có quên được. Anh về cuốc đất trồng cau, cho em trồng ké dây trầu một bên. Thì ngày xưa là trầu Bà Điểm đây thì xuống dưới chợ lớn, cái chợ Lê Văn Sung á, là ngày xưa cái chợ đó là cái chợ chuyên môn là buôn bán trầu cau, là đi các tỉnh miền Tây. Mà bây giờ này dưới miền Tây bây giờ gọi là người ta làm được trầu cau rồi. Giờ là trầu cau ở dưới miền Tây có còn đi ngược trở lên chợ trên này nữa. Thì cái hình ảnh mà cái mâm trầu cau á là tôi thấy là rất đẹp, là nó có ý nghĩa trong cái dịp cưới hỏi này kia, đó là cái rất hay. Mà nếu mà sau này mà không còn làm trầu cau nữa thì không biết là ở dưới miền Tây là lúc đó là người ta còn làm không. Lối sống đô thị đã thay đổi nhu cầu của con người về trầu cau đã giảm mạnh, nên việc trồng cau trầu cũng tàn lụi dần ngay trên vùng đất nổi tiếng 18 thôn phường trầu Hóc Môn ngày nào. Nhưng hình ảnh thời vàng son của 18 thôn phường trầu vẫn còn lưu lại trong ký ức của mọi người, như một mảnh ghép văn hóa đặc sắc đã góp phần tạo nên nét riêng độc đáo của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Cái vườn này thì chờ ngày thu hoạch thôi, cái vườn này thì không có sẵn chăm sóc như cái vườn kia nữa, chờ lá nó tới lứa mình hái thôi. Tôi cũng mong cho còn đủ sức khỏe để làm cái trầu này cho nó lâu thêm chút nữa. Phải vậy không hỡi người em gái Hóc Môn quê hương của lá trầu, trong chuyện tích ngày xưa chúng thủy. Để từ đó ba đã ra đi làm người chiến sĩ suốt 40 năm, tình thâm thêm tình. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về email cameracầncánh@mcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938 980 305.